Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phân tích Tài chính cùng với tôi Lưu Mạnh Thắng. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn cái sự khác biệt giữa một cái chiến lược kinh doanh và một cái kế hoạch kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong thời gian gần đây thì tôi nhận được khá là nhiều các câu hỏi của những khán giả làm chủ của doanh nghiệp, những khán giả đang là gì giám đốc tài chính của doanh nghiệp, kế toán trưởng của doanh nghiệp, về sự khác biệt giữa chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Điều gì có sự khác biệt ở đây? Khác biệt ở đây là gì? Và để lập ra một cái kế hoạch kinh doanh và để thực hiện một cái chiến lược kinh doanh thì cái gì có trước, cái gì có sau để chúng ta làm, chúng ta thực hiện nó một cách gì hiệu quả nhất cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta. Đó là một cái câu hỏi, là một cái mong muốn rất là chính đáng của tất cả những người làm kinh doanh, của những chủ doanh nghiệp, của những giám đốc tài chính của doanh nghiệp, những người thực hiện các cái công việc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để làm sao hướng đến cái mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như cái hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tại cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái điều này để chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn, có một góc nhìn chính xác hơn, giúp cho chúng ta ra quyết định thực hiện công việc một cách hiệu quả, nhanh và đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Thì việc đầu tiên tôi vẫn chia sẻ với các bạn ở những cái video trước, đó là cái mục tiêu của doanh nghiệp trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là mục tiêu về tài chính. Doanh nghiệp được sinh ra là bởi vì họ có sứ mệnh, họ có tầm nhìn của họ, và sứ mệnh và tầm nhìn nó giúp cho doanh nghiệp tồn tại được với thời gian. Nhưng để doanh nghiệp được tồn tại được trong ngắn hạn, để thực hiện được cái sứ mệnh của mình theo thời gian, thì doanh nghiệp phải có mục tiêu cho từng năm tài chính. Và mỗi một năm tài chính thì cái mục tiêu của doanh nghiệp đó phải là mục tiêu về tài chính. Nếu như doanh nghiệp không có mục tiêu tài chính, tức là mỗi một năm chúng ta không biết được chúng ta có lợi nhuận bao nhiêu và có bao nhiêu tiền trong tài khoản của chúng ta, thì doanh nghiệp của chúng ta không thể nào tồn tại được. Bởi vì hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động phải gì? Phải tạo ra được tiền bạc cho doanh nghiệp. Nếu chúng ta không tạo được ra tiền bạc cho doanh nghiệp thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp của chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ gì? Rơi vào tình trạng phá sản và chết đi. Nên bởi vậy cái mục tiêu đầu tiên của bất kỳ một doanh nghiệp nào đó là mục tiêu về tiền bạc và mục tiêu về lợi nhuận, có bao nhiêu lợi nhuận một năm và dòng tiền là bao nhiêu sau mỗi một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là mục tiêu về tài chính. Thuật ngữ gọi là mục tiêu về tài chính, nhưng thực tế chúng ta nói đơn giản đó là mỗi một năm chúng ta có bao nhiêu lợi nhuận, đạt được bao nhiêu lợi nhuận và có bao nhiêu tiền mặt cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, có bao nhiêu tiền tại quỹ, có bao nhiêu tiền tại tiền gửi ngân hàng. Nói một cách nó đơn giản là như vậy. Còn nói với cái thuật ngữ chuyên ngành đó là gọi là mục tiêu tài chính của doanh nghiệp. Khi chúng ta xác định được cái mục tiêu tài chính của doanh nghiệp thì chúng ta phải xây dựng ra một cái bản kế hoạch kinh doanh để nó thể hiện cái chi tiết của cái mục tiêu tài chính của chúng ta. Tôi ví dụ doanh nghiệp A đặt ra cái mục tiêu tài chính năm 2020 có lợi nhuận là 10 tỷ đồng và có tiền, tôi cũng ví dụ là 10 tỷ đồng, sau khi kết thúc cái năm tài chính năm 2020 thì đạt được lợi nhuận là 10 tỷ và có 10 tỷ tiền mặt tại tiền tại ngân hàng và tại quỹ tiền mặt. Vậy để thực hiện được cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có được cái lợi nhuận là 10 tỷ thì doanh nghiệp cần phải có doanh thu, tôi ví dụ là 100 tỷ. Để có doanh thu 100 tỷ thì doanh nghiệp cần phải bán 3 mặt hàng, 3 loại mặt hàng để đạt được doanh thu 100 tỷ. Và trong cái kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thể hiện được là có 3 mặt hàng cần phải được đem ra kinh doanh, sản lượng của 3 cái mặt hàng đấy cần phải được ghi rõ trong cái kế hoạch, và cái đơn giá bán của 3 cái mặt hàng đấy hay là giá bán của 3 cái loại mặt hàng đó phải được đưa vào cái bản kế hoạch kinh doanh để gì? Để có thể đạt được cái doanh thu 100 tỷ. Đó là cái điều đầu tiên trong cái kế hoạch kinh doanh. Tức là chúng ta cần phải làm rõ cái mục tiêu tài chính của chúng ta thành các cái thông tin có gì? Có tính cụ thể rõ ràng hơn, đó là doanh thu là bao nhiêu. Ở đây tôi ví dụ là doanh thu là 100 tỷ và bán 3 loại mặt hàng. Mỗi một mặt hàng cần phải có số lượng và có đơn giá. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai
đó là chi phí để thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh này là 90 tỷ, bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy để thực hiện được cái hoạt động này thì nó phải gồm các loại chi phí gì? Đó là chi phí về mua nguyên vật liệu đầu vào, hay là chi phí mua cái sản phẩm A, sản phẩm B, sản phẩm C để kinh doanh. Ngoài ra còn có các chi phí khác liên quan đến quản lý cái doanh nghiệp đó, chi phí vận hành cái doanh nghiệp đó. Trong cái chi phí vận hành thì nó có rất là nhiều các chi phí, bao gồm chi phí về pháp lý, chi phí về nhân sự, chi phí về các cho các hoạt động tài chính khác có liên quan để chúng ta có thể kinh doanh được cái mặt hàng đó, ba cái mặt hàng tôi ví dụ như thế. Và tổng chi phí cho cái hoạt động kinh doanh ba cái mặt hàng có doanh thu 100 tỷ là 90 tỷ, nên cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta có lợi nhuận là 10 tỷ. Đó là cái kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kế hoạch sản xuất kinh doanh là một cái bản mô tả chi tiết về cái việc chúng ta kinh doanh cái loại hàng hóa gì, và chúng ta thực hiện những cái công việc gì, và có chi phí là bao nhiêu để ra được cái lợi nhuận là 100 tỷ. Đó là một bản kế hoạch kinh doanh. Sau khi có bản kế hoạch kinh doanh thì chúng ta cần phải có cái chiến lược để chúng ta thực hiện được cái bản kế hoạch kinh doanh đó, để đạt được cái mục tiêu tài chính đó là 10 tỷ. Vậy thì để mà có được doanh thu 100 tỷ thì chúng ta cần phải kinh doanh ba cái mặt hàng đó. Và để kinh doanh được ba cái mặt hàng đó thì chúng ta cần phải có cái chiến lược gì để chúng ta có thể bán được cái mặt hàng đó với cái giá mà chúng ta đã xây dựng trong cái kế hoạch kinh doanh của chúng ta. Vậy thì chúng ta phải có cái chiến lược là marketing để chúng ta tạo ra được cái danh sách khách hàng tiềm năng của chúng ta, để chúng ta gì gia tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi, để chúng ta có thể gì có thể bán được hàng cho những cái khách hàng là khách hàng những cái khách hàng đó là những cái khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng là cái khách hàng mà họ chưa mua hàng, họ quan tâm đến cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Còn cái khách hàng mà họ đã mua hàng của chúng ta thì nó nằm trong một cái tỷ lệ gọi là tỷ lệ chuyển đổi. Và để tăng được tỷ lệ chuyển đổi, chúng ta cần phải có các chiến lược, và đó là những cái công việc cụ thể hơn để chúng ta thực hiện được cái kế hoạch kinh doanh của chúng ta nhằm hướng đến cái mục tiêu tài chính mà chúng ta đã đặt ra. Thì đó gọi là chiến lược kinh doanh. Chiến lược kinh doanh là những cái công việc cụ thể để chúng ta thực hiện những cái nội dung chúng ta đã gì đã vạch ra trong bản kế hoạch kinh doanh để nhằm hướng đến mục tiêu tài chính của chúng ta. Thì đó là chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Thì trên đây là chia sẻ của tôi về sự khác biệt giữa chiến lược kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, để những người làm công tác tài chính, những người làm công tác quản trị doanh nghiệp thấy được một cái bức tranh tổng thể của cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để chúng ta có những cái giải pháp, có những cái cách thức điều hành một cách rõ ràng và khoa học hơn. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.